Từ ngày xưa, ông bà ta đã biết tận dụng cây thuốc để làm dược liệu cho việc phòng bệnh và chữa bệnh. Đến ngày nay thì nhu cầu đó càng ngày càng được tăng cao. Để đáp ứng điều đó, Takeo đã cho ra đời một dòng máy thái thuốc nam với mã Takeo TK2002 Plus sẽ giúp bà con làm việc hiệu quả tăng gấp 2, gấp 3 lần so với thái thuốc bằng tay. Máy có hai chức năng chính là thái lát và thái khúc. Bây giờ hãy cùng theo chân Bảo Yến tìm hiểu chi tiết về dòng máy này. Làm việc của máy được làm bằng sắt mạ kẽm, rất dày dặn và chắc chắn. Trên thùng sẽ được dập nổi thương hiệu Takeo giúp bà con chống hàng giả. Máy sẽ được thiết kế với hai miệng nguyên liệu. Đây là cái phần miệng chúng ta cắt khúc cây nhỏ và đây là cái phần miệng chúng ta sẽ thái lát cây lớn. Ngoài ra, máy sẽ được thiết kế thêm một khóa an toàn giúp bà con sử dụng, tránh nguy hiểm trong quá trình vận hành. Khi mở thùng làm việc ra, chúng ta sẽ có 4 con dao. Đây là 2 dao chúng ta dùng để thái khúc và đây là 2 con dao chúng ta dùng để thái mỏng, tất cả đều được gắn chặt trên miếng đà. Sau khi không sử dụng xong thì chúng ta nên đóng thùng lại để mang lại tính an toàn cao nhất. Miệng xả nguyên liệu được thiết kế rộng rãi và máy có khung sắt hình V cực kỳ dày dặn và chắc chắn. CB tự động ngắt được trang bị thêm nguồn điện có chiều dài 1m2 và động cơ của máy sử dụng động cơ 3kW. Tốc độ vòng quay là 2900 vòng trên phút, sử dụng dòng điện một pha 220V và được bảo hành trong vòng 12 tháng lỗi 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất. Phía sau chúng ta sẽ có một cái tấm chắn dây cura an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và pulley của motor sẽ được kết nối với pulley của máy thông qua dây cura.